Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện gia phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang. Tập 58. Chương 571, kẻ đáng hận nhất. Chiến xa của Chu Bột đi vào thành, ông ta từ trên chiến xa tới, giáp trụ nặng nề không hề ảnh hưởng tới động tác của ông ta. Ông ta dẫn thân binh đi lên tường thành, vừa tới bên tường thành thì có hai giáp sĩ chắn lối đi. Chu Bột cau mày, Loan Bố đâu? Loan Công không ở đây, ngài ấy đang dưỡng thương trong thành. Loan Bố không có ở đây nên các ngươi muốn mưu phản à? Ta là Thái úy Hà Tây, sao các ngươi dám cản ta? Bọn tiểu nhân không phải quân Hà Tây, mà là Bắc quân. Tránh ra, giáp sĩ không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe lệnh Chu Bột. Đúng lúc Chu Bột đặt tay lên chuôi kiếm chợt một bóng người xuất hiện, bọn họ là quân của ta. Người xuất hiện là Chu Á Phu. Lúc này hắn cũng nghiêm mặt, bộ dạng giống hệt Chu Bột, nói không phải con đẻ ông ta cũng chẳng ai tin. Chu Bột chẳng có chút cảm xúc nào khi nói chuyện với con mình, hoàn toàn như người xa lạ, gằn giọng hỏi, đại vương bảo ngươi tới. Đúng, Chu Á Phu đáp khô khốc, dáng hầu tham quân công, thiếu chút nữa làm mất thành. Chuyện này ta sẽ nói với đại vương, đợi mất thành hãng nói. Chu Bột phất tay, hoàn toàn không để ý tới Chu Á Phu, xoay người rời đi, lão già. Hạ Hầu Táo tức giận, đại khái vì nể mặt huynh đệ không chửi hết câu, thiếu tướng quân. Thái úy làm thế cũng vì tiêu diệt hung nô, lần này thái úy mang chưa tới một vạn, giết hơn vạn tư, thu hoạch vô số vật tư. Ngài không nên hỏi tội như thế chứ. Phó tướng Chu Bột cười với Chu Á Phu, thấy hắn không trả lời, vội vàng rời đi. Chu Bột có thể lờ Chu Á Phu đi, nhưng không thể làm thế với Loan Bố. Sau khi vào thành, ông ta đi thăm Loan Bố. Khác với tướng sĩ đa phần căm hận Chu Bột, Loan Bố chẳng có vẻ gì là tức giận, vừa thấy Chu Bột liền hỏi ngay tình hình chiến trường, Chu Bột cũng trả lời chi tiết cho hắn. Tốt, quá tốt, tướng sĩ của ta không chết uổng. Loan Bố kích động nói, có vẻ đụng vào vết thương, nhăn mặt nằm xuống, Chu Bột nghiêm túc nói, ta không phải bất chấp an nguy của bách tính tướng sĩ trong thành. Chỉ là không thể bỏ lỡ cơ hội này, không cho chúng đòn đau thì người hung nô sẽ còn mạo hiểm tấn công. Hà Tây mãi mãi không thái bình. Thái úy tự có tính toán, ta hiểu. Hai người đang trò chuyện thì Chu Á Phu dẫn quần hiền tới bái kiến Loan Bố. Thời gian qua Loan Bố dưỡng thương ở đây nhưng chưa chính thức bái kiến, lúc này mặt Loan Bố trắng bệch nhưng tinh thần tốt hơn nhiều. Thái úy tới là để khoe công và vũ dũng với Loan Công sao? Hạ Hầu Táo ăn nói chẳng nể nang gì, Chu Bột không thèm để ý tới bọn họ. Trong mắt ông ta, bọn họ chỉ là một đám nhóc con miệng còn hôi sữa. Thấy ông ta không trả lời, Hạ Hầu Táo lạnh lùng nói tiếp, đại vương từng nói, bọn ta chinh chiến là để bảo gia hộ quốc, che chở một phương. Nhưng giờ xem ra có kẻ đánh trận chỉ vì chặt đầu, không để ý tới cái khác. Hắn đã nhắc, tới Lưu Trường, Chu Bột không thể lờ đi nữa, ông ta hỏi ngược lại, không chém đầu địch, sao có thể che chở một phương. Trần Mãi thay Hạ Hầu Táo đáp, Chu Công cắt đứt đường vận lương của địch, nhưng để mặc chúng tấn công kho lương, thậm chí có ý xua chúng tới. Chẳng lẽ vì muốn chúng phá huyện thành, lấy lương thảo bắt theo dân chúng, để ngài chém thêm được vài cái đầu, ngậm máu phun người. Chu Bột mặt biến sắc, ông ta không ngờ thằng nhãi con này lại vô sỉ hiểm ác như vậy, lời này mà tới tai Lưu Trường thì hậu quả khó lường. Trần Mãi tỏ ra sợ hãi, xin Chu Công đừng giận, là hạ quan không đúng, hạ quan xin cởi giáp thỉnh tội với ngài. Thấy hắn vừa nói vừa cởi áo giáp, Chu Bột sởn gai ốc, đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm, tức giận bỏ đi. Hạ Hầu Táo không nhịn được cười phá lên, vỗ vai Trần Mãi, không thẹn là nhi tử của A Phụ ngươi. Ha ha ha, ngươi làm ông ta sợ chưa kìa. Bản lĩnh này phải dạy ta chưa bao giờ thấy ông ta sợ như thế. Đủ rồi, Loan Bố không vui mắng, không được vô lễ với Thái Úy. Vì từ nhỏ lớn lên bên cạnh Loan Bố, cho nên đám này rất tôn trọng hắn, coi như trưởng bối của mình. Hạ Hầu Táo bất bình nói, Loan Công, sao ngài sợ ông ta như thế, ông ta thiếu chút nữa hại chết cả thành. Không phải ta sợ ông ta có công với Hà Tây, có công với Đại Hán. Huống hồ chiến sự chưa kết thúc, không thể làm tướng lĩnh xa rời. À, ta hiểu ý Loan Công rồi, đợi đánh trận xong mới tính sổ đúng không? Vậy chúng ta có cần chuẩn bị xe tù không? Ngươi! Loan Bố thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, hắn ngửa mặt nhìn trời. Sao trước kia cứu chúng khỏi đình uy chứ, Loan Bố chỉ giữ lại Chu Á Phu, bảo những người khác đi trước. Á Phu,
ngươi phải nghe theo quân lệnh của A Phụ ngươi. Địch chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể xảy ra nội loạn, hiểu chưa? Vâng, trông coi đám nhãi đó, đứng để chúng đi trêu chọc thái úy. Nếu chọc giận thái úy, ông ấy không nhịn đâu. Ai, đại vương nên phái người khác tới. Chu Á Phu bình tĩnh nói, trừ bọn mạt tướng ra, đại vương còn phái người khác nữa, có điều còn chưa tới. Ngươi đáng tội gì? Chu Bột nổi giận nhìn chằm chằm Tần Đồng, Bành Giản Hầu Tần Đồng, quận thủ quận Đôn Hoàng. Là một trong năm vị đại tướng Lưu Trường an bài cho Chu Bột, lúc này quần áo tả tơi, tóc tai bù xù quỳ trước mặt Chu Bột. Trên người ông ta chi chít vết thương, không có giáp sĩ đỡ căn bản không đứng lên được. Thái úy, mạt tướng không ngăn được, địch phá vây quá nhiều, mạt tướng chỉ huy chưa tới 4.000 người, bọn chúng trong ngoài giáp kích, làm sao mạt tướng cản được. Thứ vô dụng, ngươi chỉ cần cầm cừ thêm một chút là ta có thể bắt sống hộ đồ. Chu Bột sở dĩ nổi giận như thế là vì người này thả cho hộ đồ đi, cũng không thể nói vậy, nói đúng ra là bị đối phương đột vây. Chu Bột không lấy được cái đầu lớn nhất, tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng, Tần Đồng cũng rất oan ức, ông ta ít quân, đã thế Kê Trúc còn tới chi viện, đối phương mấy vạn người còn giáp kích hai mặt. Ông ta giết được mấy nghìn không để toàn quân bị diệt đã không dễ, còn muốn ông ta giữ hộ đồ lại à. Người đâu, kéo kẻ này đi chém đầu. Chu Bột phất tay, Tần Đồng không sợ mà phẫn nộ hét lên, thái úy, sao không cho ta một ngựa một đao đi giết Kê Trúc? Thái úy, thả chủ tướng địch đúng là đại tội, nhưng Tần tướng quân cũng toàn lực ngăn cản, không cản được là do binh lực không đủ, sao có thể chém đầu? Dương Vũ là quân thủ Trương Dịch, cũng là một trong năm vị đại tướng, không đành lòng nhìn đồng liêu bị xử trí như thế. Chu Bột đen mặt, tâm tình ông ta rất tệ, hộ đồ vậy mà thoát khỏi tay mình, còn cầu xin thì xử lý luôn. Được, vậy thái úy cũng xử tử ta luôn đi. Dương Vũ nổi giận, dù thứ hạng không bằng Chu Bột, nhưng đã là khai quốc công thần trải qua những cuộc chiến sinh tử. Ai không có cá tính, Trần Mãi đột nhiên nghiêm mặt mắng Dương Vũ, tướng quân sao lại đối xử với thái úy như thế? Thái úy sợ các vị vì chém đầu mà gặp đại nạn, cho nên để các vị giữ lại binh lực đủ giữ mình, tất cả khổ chiến do ngài ấy nhận. Giờ tướng quân còn mắng chửi thái úy, chẳng lẽ sợ ngài ấy xử tử các vị xong chiếm hết công lao à? Chu Bột thề, ông ta chưa bao giờ căm hận một người như thế, ngay cả A Phụ hắn cũng không khiến ông ta căm ghét thế này. Tạm cho vào xe tù, tính sau. Thái úy anh minh. Trần Mãi khom người bái, sau đó Chu Bột trải qua một quãng thời gian khó quên, Trần Mãi giống hệt A Phụ hắn, âm hiểm độc ác. Có điều hắn kém A Phụ hắn nhiều lắm, A Phụ hắn chơi đùa người ta không lộ ra ngoài, còn tên này đem hết âm hiểm biểu hiện ra, không che giấu, uy hiếp trắng trợn. Quan trọng là, Chu Bột chẳng thể làm gì hắn. Người ta ghi chép quân công, ông giết người ta, vậy người khác nghĩ gì? Ông che giấu gì? Dù là không có thân phận đó, Chu Bột cũng không dám ra tay, giết Trần Mãi không khó, nhưng tiếp đó phải nghênh tiếp lửa giận của Lưu Trường và Trần Bình. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 572, thì ra tư vị chẳng dễ chịu. Hộ đồ hẳn chưa đi xa, lệnh đại quân chỉnh đốn, truy kích cường địch. Thái úy, quân sĩ mỏi mệt, sao có thể nghe quân lệnh? Nhưng ta đã ra quân lệnh, kẻ nào dám không nghe, nếu không nghe, xử theo quân pháp. Vâng. Khi Chu Bột đang ra lệnh, một đoàn người hộ tống một chiếc chiến xa chậm rãi tới nơi này. Hàn Tín thong thả từ chiến xa xuống, quan sát đại doanh lâm thời, khinh bỉ NOID, bao nhiêu năm rồi, Chu Bột vẫn không biết tìm chỗ đóng quân chính xác. Được giáp sĩ bảo vệ đi tới cửa, quân canh giữ chặn họ lại tra hỏi thân phận, tiếp ngay đó sợ hãi chạy đi bẩm báo. Rất nhanh Chu Bột dẫn tướng, lĩnh đi ra, Chu Bột thần sắc bất an, Hàn Tín tới nơi này làm gì? Sao không ai nói với mình? Mạt tướng bái kiến thái úy. Chu Bột cùng các tướng cung kính hành lễ, Hàn Tín căn bản không để ý. Ông ta nhìn Chu Bột cũng giống Chu Bột nhìn Hạ Hầu Táo, không đáng một xu. Hàn Tín quan sát xung quanh, đi vào lều chính trong doanh. Chu Bột không dám hỏi Hàn Tín tới đây làm gì, sao không thấy đại quân đi cùng. Chỉ báo cáo tình hình chiến đấu, khi nhắc tới quân công của mình, ông ta không nói rõ, vẫn không che giấu được đắc ý. Khi các đại tướng cùng thời ra đi, Chu Bột tựa hồ cũng trở nên càng hống hách,
trạng thái không ổn. Ai ngờ Hàn Tín nghe xong nổi giận, ngươi thả cho chủ tướng địch chạy mất à, thứ vô dụng, dù cầm chân hắn một chút thôi, ta có thể bắt sống hắn rồi. Chu Bột bị chửi mắng thẳng mặt, chỉ thấy bị sỉ nhục tột độ, đã lâu rồi không ai dám đối xử với ông ta như thế, không kìm được cãi lại, không phải lỗi của Mạt tướng, người dưới không ngăn được. Hàn Tín cười nhạt, ồ, vậy là ngươi không phải chủ tướng. Chu Bột hơi chột dạ, Mạt tướng là chủ tướng. Ngươi là chủ tướng thì sao lại không liên quan tới ngươi? Vì sao ngươi không an bài thêm binh lực cho người dưới? Vì sao không lựa chọn tốt nơi chặn đường để người dưới tiền hậu giáp kích? Vì sao ngươi không dự đoán được địch có viện quân? Liên tục mấy câu chất vấn làm Chu Bột ú ớ, mất sạch thể diện. Hao tốn bao nhiêu lương thực như thế chỉ để đánh bại một đám kỵ binh ô tôn à? Lệnh quân đội Hà Tây chuẩn bị, quân đội nước đường cũng không thủ nữa, toàn bộ xuất kích, đánh bại hết hung nô xung quanh Hà Tây, đuổi chúng về phía Tây. Chu Bột cả kinh, thái úy, tướng sĩ đang mệt mỏi. Ta đã hạ lệnh, ai dám không nghe? Chu Bột sững sờ rất lâu, tựa hồ ý thức được điều gì, những câu này không phải ông ta vừa mới nói sao? Thì ra khi dùng lên bản thân khó nghe như vậy. Khi họ bị Hàn Tín đuổi ra ngoài, ông ta do dự một chút nói với mấy quận thụ im lặng nãy giờ, việc làm trước đó của ta. Có chút quá đáng, xin các vị chớ trách. Dương Vũ không ngờ tên này cũng nhận ra hành vi của mình, thái úy không cần như thế. Bên trong lều quán anh hộ tống Hàn Tín tới đây tò mò hỏi, thái úy, dọc đường đi ngài nhiều lần khen ngợi Chu Bột, nhưng vừa gặp một cái lại ra sức sỉ nhục là sao? Hàn Tín căn bản không trả lời, mắng ngay, làm tốt việc của ngươi. Vâng. Quán anh không dám hỏi nữa, rụt cổ lại con cháu của quả phụ Ba Thanh vẫn sống ở huyện Giang Châu. Mặc dù không có thế lực cường đại như quá khứ nữa, bọn họ vẫn còn sản nghiệp khác ba thục, thường ngày hay làm việc thiện, rất được lòng người. Quan hệ với quan lại địa phương cũng rất tốt. Trước đó khi Lưu Trường đề xuất nộp lương thực, bọn họ hiến lên nhiều nhất, còn từ chối nhận tước vị, nói mình chia sẻ ưu lo với quân vương là bổn phận, không nên nhận thưởng. Có thể nói là gia tộc lớn nhiều đời, bọn họ rất hiểu làm người, rất biết làm việc, khác biệt lớn so với thương cổ mới quật khởi. Khi Lưu Trường dẫn Ung Nga tới Giang Châu, gia chủ Ba Gia dẫn người ra đón. Bách tính xung quanh tò mò ngó nghiêng, dân phong nơi này rõ ràng càng cởi mở, mỹ nhân rất nhiều, ăn mặc rất bạo dạn. Lưu Trương đang ngó nghiêng xung quanh, Ung Nga lại nheo mắt. Gấu lớn, ngươi đang nhìn cái gì? À, quả nhân đang xem xét dân tình ở đây trắng thật đấy. Gia chủ hiện nay chính là đích tôn của quả phụ Ba Thanh. Tướng mạo người này không hề có sự gian xảo của thương cổ, da thì đen đúa, tay thì toàn vết chai dày, nhìn thế nào cũng không thấy khác gì nông phu bình thường, các kỳ chất phác. Khi người này bái kiến Lưu Trường, Ung Nga không nhịn được cười khúc khích, chẳng phải chế nhạo mà điệu cười ngốc nghếch của người này giống hệt gấu lớn nhà mình. Không biết Thánh Vương tới, nếu không Thảo Dân đã rời thành trăm dặm nghênh đón, son Thánh Vương khoan thứ. Chỉ vài câu nói đã làm Lưu Trường cười toét miệng, ha ha ha, không sao. Người kia mời Đại Vương vào thành, cung kính đứng bên, giữ nguyên tư thế hành lễ. Tòa thành này rất đặc biệt, sâu trong núi, hai bên là vách núi cao sừng sững, rất khó tìm, Trung Nguyên không có loại thành trì thế này. Lưu Trường ngẩng cao đầu, nghênh ngang cưỡi ngựa vào thành, Lữ Lộc vội đuổi theo, nói nhỏ, Đại Vương, chúng ta tới để cảnh cáo đám thương cổ, không thể vì người ta nịnh vài câu mà quên chuyện này. Hừ, nói linh tinh gì đó, quả nhân chẳng lẽ lại là loại hôn quân thích nghe nịnh bợ. Quả nhân ghét nhất kẻ nịnh bợ, thích đại thần cương trực như Chu Xương, ngươi nên học theo. Môi Lữ Lộc run run, không dám phản đối. Lưu Trường nhỏ giọng nói với Ung Nga, tên thương cổ này trông rất chất phác, chỉ là cười hơi ngu. Ung Nga lườm y, ngươi lần này tới để xem dân tình hay là làm chính sự? Đương nhiên là vì chính sự, tuần sát dân tình chẳng lẽ không phải là chính sự sao? Ngươi chớ bị người này lừa, hắn có uy vọng lớn ở đương địa, cũng có giao tình với huynh trưởng ta, có phải kẻ ác không thì ta không biết, nhưng dứt khoát không phải người thật thà chất phác. Ha ha ha, người như thế quả nhân thấy nhiều lắm, yên tâm, quả nhân biết đối xử với loại này thế nào. Thấy Lưu Trường tự tin như vậy, Ung Nga không nói gì nữa. Lưu Trường tò mò với nơi này, nhìn ngõ xung quanh ngắm nghía tòa thành trong núi, Ung Nga thì bình thản, nàng thậm chí biết quán ăn ngon nhất ở đâu, nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Lưu Trường ngạc nhiên, sao nàng thông thảo nơi này thế? Còn nhớ ta nói có một đại gia kiếm pháp dạy ta chứ,
ông ấy là người Giang Châu. Chẳng trách. Bọn họ mau chóng tới Ba Phủ, quả nhiên giống thương cổ An Dương kia, rất đơn sơ, không bới móc được gì. Lưu Trường còn hỏi Ung Nga, biết nơi này trước giờ đều thế, không phải vì y tới mà bố trí. Người trong phủ không nhiều, tính cả nô phó cũng chỉ hơn 10 người, thái độ khiêm tốn. Ung Nga lén nói với Lưu Trường, kỳ thực nô phó trong phủ bình thường nhiều lắm, nói ít cũng phải mấy chục, cái này Lưu Trường biết, Tú Y nói với y rồi. Phủ tuy đơn giản, nhưng ở phương diện ẩm thực không hề keo kiệt, đại khái do cũng biết Đường Vương là người thế nào, vị gia chủ tên Ba Chàng đi khắp nơi tìm mỹ thực đặc sản về. Ba Chàng biết, trong hoàng cung ắt không thiếu gì món ngon, nên hắn không lựa chọn cá thịt ê hề, mà nghĩ cách khác tìm thật nhiều thứ đặc sắc. Lưu Trường tất nhiên cười ha hả tiếp thụ. Trong lúc ăn uống, Ung Nga tỉ mỉ lau vết bẩn trên mặt Lưu Trường, người Ba gia cúi đầu thật thấp, sợ nói sai một câu chọc giận Bạo Quân. Ba Chàng mặt mày thật thà đon hậu, thực ra đang thầm kêu khổ, Ba gia tài đức gì mà gặp phải hai đời Bạo Quân. Đối với cái bánh lớn Lưu Trường vẽ ra, chính là lời hứa giải trừ hạn chế cho thương cổ, Ba gia chẳng để ý. Hạn chế đó ảnh hưởng tới thương cổ tầm trung và nhỏ chứ với gia tộc khổng lồ như họ thì chẳng là gì. Ở vùng này, ai tới họ cũng biết trước để chuẩn bị, nếu không có người ngoài thì họ muốn gì làm ấy. Ba Chàng chỉ mong vị Bạo Quân này đi cho mau. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, A Phụ sẽ rất thích người. Đương nhiên Lưu Trường không định ngay, ăn no uống đủ, y lau chùi râu. Cùng với tuổi tăng lên, cằm và má Lưu Trường bị râu bao phủ, khiến y trông càng thêm uy vũ bất phàm. Râu của Lưu Trường rất có tính công kích, quá có mùi Bạo Quân, có thể nói ở phương diện Bạo Quân này, mặt nào của Lưu Trường cũng rất xứng, càng nhìn càng giống Bạo Quân, mở mồm ra càng Bạo Quân. Không tệ, rất trung trinh, chẳng sách Thủy Hoàng Đế coi trọng các ngươi như thế. Gặp phải câu này Ba Chàng không biết nên cảm tạ hay là quỳ xuống thỉnh tội nữa. Lưu Trường cười nói, nghe bảo năm xưa Thủy Hoàng Đế xây dựng Hoàng Lăng, nhà các ngươi hiến không ít thứ, đúng không? Đúng là có chuyện đó, có điều không phải nhà thảo dân tự nguyện, mà do Tần Vương bạo ngược bức bách, khiến Ba gia thiếu chút nữa táng ra bại sản, tới tận khi Cao Hoàng Đế đăng cơ mới khiến Ba gia thoát khỏi khổ nạn. Ba Chàng không chịu xưng hô Thủy Hoàng Đế, chỉ gọi Tần Vương. Lưu Trường nghi hoặc, nhưng quả nhân nghe nói Thủy Hoàng Đế từng đưa đại mẫu ngươi tới Hàm Dương định cư, sao lại bức bách các ngươi? Đại Vương, Tần Vương tham lam, hắn làm thế không phải vì coi trọng Ba gia, mà là vì gia sản Ba gia, muốn cầm tù đại mẫu, bức bách Ba gia hiến gia sản. Còn bắt rất nhiều người Ba gia tới Hàm Dương, tới chết không được về, Cao Hoàng Đế nhân từ chuyên môn xá miễn. Đại Vương xin đợi chút. Ba Chàng vội vàng ra ngoài, Ung Nga nhéo Lưu Trường một cái, Lưu Trường ngạc nhiên, không phải chứ, nàng vẫn muốn à? Tối qua, ta nhổ vào, người kia đang gây áp lực với ngươi, hắn nói, Thủy Hoàng Đế bạo ngược, cướp gia sản của hắn. Kỳ thực là để ngươi không thể cướp, còn nhiều lần nói Cao Hoàng Đế nhân từ, là ấy A Phụ ngươi ra đẻ ngươi. Hả? Lấy A Phụ ra đẻ ta? A Phụ qua đời bao năm rồi, hắn muốn đi đạo mộ à? Lưu Trường thấy Ung Nga sốt ruột tới đỏ mặt mới cười to, yên tâm, trừ nàng ra, không ai đẻ được ta. Mấy quần hiền bên cạnh đều không phải thứ tử tế, nhưng nghe Lưu Trường nói thế phải cúi đầu, ở phương diện này họ kém xa bậc phụ huynh mình. Vào thời Lưu Bang, quần hiền của ông ta ăn tục nói phét ngay giữa đại điện, làm sử quan cầm bút mà run liên hồi không biết ghi chép thế nào. Lưu Trường kế thừa hoàn mỹ phong cách ấy, căn bản không biết liêm sỉ là gì, Ung Nga cũng không biết sợ, mắng, ngươi chỉ mong mỗi một người qua đường đều đè ngươi. Khi hai người ngang nhiên làm thương phong bại lý thì Ba Chàng cung kính đi vào. Hắn lấy ra thẻ trúc, có thể nhìn ra nhà họ dày công chuẩn bị. Ba Chàng cẩn thận giơ lên, Đại Vương, đây là thủ thư của Cao Hoàng Đế. Mọi người thất kinh, vội đứng lên bái lạy. Lưu Trường ngồi im gật đầu, viết cái gì? Ba Chàng há hốc mồm, Đại Vương không bái kiến sao? Lưu Trường ngẩng đầu lên, coi như đã chào hỏi một tiếng, lại hỏi, viết cái gì? Ba Chàng trầm mặc một lúc dâng lên, Lưu Trường cầm lấy đọc, thì ra là Cao Hoàng Đế biểu dương nhà họ, nguyên nhân là Ba gia tài trợ cho ông ta rất nhiều. Bức thư này viết khi Lưu Bang chưa làm hoàng đế, thực ra chỉ là thư hồi đáp bình thường. Đại Vương, thế nào ạ? Ồ,
chữ không tệ. Lưu Trường thuận tay đặt sang bên, xem ra nhà các ngươi cũng là đời đời trung lương, năm xưa Thủy Hoàng đế xây Hoàng Lăng, nay quả nhân cũng xây an lăng của quả nhân thiếu nhiều lắm. Ba chàng vội nói, nguyện ý chuẩn bị thủy ngân. An lăng của quả nhân không cần cái đó, ngươi chuẩn bị ít lương thực, bò dê, đồ sắt nông cụ. Đại vương không phải chuẩn bị đồ bồi táng sao? Đúng, quả nhân bụng lớn ăn tham, nên muốn lương thực bò dê để hưởng thụ. Còn nông cụ, sắt đồng là nếu quả nhân ăn hết lương thực rồi thì bắt quỷ canh tác. Ba chàng nghe mà hoa mắt, vị này tới âm gian rồi không chịu yên phận, đối diện với yêu cầu vô lý này, hắn uyển chuyển nói. Thần nguyện ra sức vì đại vương, chỉ e là thiên hạ hiểu lầm, cho rằng đại vương là loại quân vương bạo ngược như Tần Vương. Ba gia ở nơi này căn bản không bị hạn chế gì, còn quá chư hầu vương một vùng, bọn họ thậm chí có ruộng đất, chỉ là mang tên đám nữ tế thôi, quan viên đương đệ đều được họ tài trợ. Thế nên họ không nhiệt tình với Lưu Trường như thương cổ khác. Ba chàng hiểu, Lưu Trường đã lên tiếng đòi hỏi thì không thể ít, nhưng ở loại chuyện này với thương cổ lớn mà nói là tốn sức mà chẳng lợi lộc gì. Hiến ít là trọng tội, hiến nhiều là đại họa. Lưu Trường cười không đáp, Chu Thắng Chi ở bên đứng bật dậy, phẫn nộ quát, năm xưa Tần Vương xây, dựng lăng, các ngươi cái gì cũng hiến lên, nay đại vương xây lăng, các ngươi lại do dự. Chẳng lẽ các ngươi yêu quý Tần Vương hơn, hay là tới nay còn chưa quên nước Tần, muốn diệt Hán phục Tần? Cái tội lớn như thế bất ngờ chụp lên đầu, ba chàng choáng váng, hắn hiểu, vị đại vương này căn bản không để thủ thư của Cao Hoàng đế vào mắt. Nếu con do dự, y chưa ra tay thì mấy kẻ phía dưới đã diệt mình, không dám, vị đại nhân này hiểu lầm rồi, tuyệt không phải như thế, thảo dân chuẩn bị ngay. Lưu Trường không vui mắng, Thắng Chi, không được như thế. Quân thần phối hợp rất tốt, ba chàng còn nói đỡ cho Chu Thắng Chi, nửa sau bữa tiệc rất vui vẻ, mọi người thoải mái nói cười. Ba chàng quyết định lấy gia sản ra giúp đại vương xây Hoàng Lăng, nhìn sắc mặt của hắn như toàn bộ gia sản bị khoét sạch. Thực tế Lưu Trường hiểu rõ, số tiền đó với ba gia mà nói không là gì cả. Nếu không phải Lưu Trường còn mong dựa vào đám thương cổ trấn hưng kinh tế, riêng bằng vào tình báo Tú Y cung cấp đã đủ xét nhà rồi. Thế lực Tú Y ở Ba Thục tuy yếu, nhưng vẫn có hiểu biết về gia tộc lớn, những kẻ này dù tỏ ra hiền hòa thế nào thì đôi tay vẫn nhuốm đầy máu rồi. Cứ thế tới tối, ba chàng rời đi, Lưu Trường ở lại nghỉ ngơi. Ung Nga lúc này mới nói, nếu ngươi lấy cớ cứu tế nạn dân thiên hạ, hậu nhân sẽ thấy ngươi là quân vương nhân nghĩa. Nhưng ngươi nhất định lấy Hoàng Lăng ra làm cớ, như thế hậu nhân sẽ nói ngươi chôn lương thực trong lăng, để bách tính chết đói. Nói thì nói, quả nhân có nghe thấy đâu. Lưu Trường chợt hỏi, người khác đều gọi là Tần Vương, nàng lại dám gọi là Thủy Hoàng đế, vì sao thế? Ung Nga hơi do dự. Lưu Trường phất tay, nói đi, thứ cho nàng vô tội. A phụ ta thường hay kể chuyện xưa, ông ấy luôn gọi là Thủy Hoàng đế, bọn ta hỏi lý do, ông ấy nói. Lưu Quý tức là Lưu Bang có thể xưng Cao Hoàng đế, Thủy Hoàng đế hơn cả trăm lần, vì sao không thể xưng? Ha ha ha, nếu A phụ nàng còn sống, bọn ta chắc sẽ thành bằng hữu tốt. Ung Nga nhìn Lưu Trường, gật đầu, A phụ ta hẳn sẽ rất thích ngươi, ngươi và A phụ ta không khác nhau là bao. Đều không để ai vào mắt, ngang ngược vô lễ, thường bị người ta đàn hạc, nhưng ông chẳng sợ. Chỉ là thực ấp ngày càng ít. Ha ha ha, biết đủ đi, may là A phụ ta chứ nếu là người khác, đừng nói thực ấp, tới đầu cũng chẳng còn. Kẻ thù ta mà suốt ngày chửi sau lưng ta thì ta đem nấu lâu rồi. Ngày tiếp sau đó, Lưu Trường đi tham quan các nơi ở Giang Châu, ba chàng chuẩn bị lương thực. Lưu Trường còn yêu cầu họ hợp lực với quan phủ, làm đường từ Giang Châu tới Trường An. Nơi này vốn có đường, vì chiến tranh phá hoại, đường sông đổi hướng, khiến đi lại khó khăn. Ba Thục xưa này là hậu phương lớn của Tần Hán, Lưu Trường không muốn thấy hai bên qua lại có vấn đề. Đối diện với đủ loại yêu cầu vô lễ của bạo quân, ba chàng đành bóp mũi mà nhận. Hai người Chu Thắng Chi suốt ngày theo sát bên ba chàng nhìn chằm chằm, thi thoảng lại đe dọa vài câu. Thậm chí một tên ngoại sinh của ba chàng làm huyện lệnh còn bị Chu Thắng Chi bắt, nói hắn tham ô thuế, bao che thương cổ, coi như cho ba chàng một cảnh cáo. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 574, Triệu Quốc Lỗ Công.
Bọn họ đang đi ngắm cảnh Giang Châu thì Ung Nga đột nhiên đề xuất muốn đưa Lưu Trường đi gặp sư phụ dạy kiếm pháp cho nàng. Theo lời Ung Nga nói, vị sư phụ này không phải người bản địa, thời trẻ ông từng phạm lỗi lớn, bị đưa tới Ba Thục làm tù đồ, tới khi Cao Hoàng đế đăng cơ, ông ta mới được thả ra. Tuổi của ông tuy đã rất cao, nhưng bản lĩnh cũng cao siêu, Ung Sỉ hết sức kính trọng, còn từng muốn ông dạy kiếm pháp cho thân binh của mình. Lưu Trường nghe rất tò mò, cũng muốn gặp vị kiếm thánh này, được Ung Nga dẫn tới một vùng thôn quê, đồng thời gặp được ông già hết sức bình thường. Ông ta già lắm rồi, chắc là trẻ hơn Cái Công một ít, hẳn là cùng tuổi Trương Thương. Ông già cười vui vẻ hàn huyên với Ung Nga vài câu rồi bắt đầu quan sát Lưu Trường. Lão già, nghe nói ông giỏi đánh nhau lắm à? Lưu Trường ngạo mạn hỏi, Ung Nga vội nhỏ giọng nói, sư phụ, người này kiếm pháp cao siêu. Một chiêu đã đánh bại đệ tử rồi, có điều y tự đại vô cùng, không để ai vào mắt, sư phụ giáo huấn y một bài nhớ đời đi. Ông già hiểu ra, nhìn Lưu Trường rất lâu, nói, không cần, ta không giáo huấn được y, theo ta về ăn cơm đi. Ung Nga kinh ngạc, sư phụ là kiếm thánh cơ mà. Ông già chỉ Lưu Trường, ngươi nhìn vóc dáng y, ta là kiếm thánh, nhưng y cầm kiếm là kiếm thánh, cầm đao là đao thánh, cầm cục đá là đá thánh. Tấm thân bá vương đó, ai mà địch nổi. Nhưng sư phụ nói, kỹ xảo có thể giúp chúng ta đánh bại kẻ địch mạnh hơn rất nhiều mà. Đúng, nhưng không đánh bại được người như y. Ha ha ha. Lưu Trường voi lắm, lão giả rất có nhãn quang, không biết xưng hô thế nào. Ung Nga lên tiếng trước, đây là Lỗ Công. Ồ, lại là người nước Tề à? Không, Lỗ Công là người Hàm Đan. Lưu Trường cố ý vô lễ với ông già này, chủ yếu tuổi ông ta tới mức chém giết của Lưu Trường. Đó là trên 60 dưới 10, bất kỳ cường địch nào ở độ tuổi này sẽ gặp y sẽ đều có nguy hiểm nhất định. Lỗ Công không ý thức được điểm ấy, nhưng khi còn trẻ từng đi du lịch, dễ dàng chịu thua, không hề có ý phân cao thấp với Lưu Trường. Chuyện này làm Ung Nga giận lắm, nàng rất hy vọng sư phụ dạy cho Lưu Trường một bài học để y biết trời cao đất dày. Nhưng giờ phản tác dụng, ông già ở bên tâng bốc, Lưu Trường cười như hoa nở, sợ là càng vô pháp vô thiên. Sau khi biết ông già là người Triệu, Lưu Trường lắc đầu ngồi đối diện với ông ta. Lỗ Công, ta có lời này, nếu quá đáng, ông đừng để ý. Con người ta không phải có ý kiến gì với người Triệu, ta chỉ thấy người Triệu không ra gì. Hả, vì sao ngươi lại bất mãn với người Triệu như thế? Vì Triệu Vương không ra gì, nên ta thấy người Triệu cũng chẳng ra gì. Lỗ Công kinh hãi nhìn tên cao lớn trước mắt, tức thì bừng tỉnh. Ồ, té ra là Đường Vương, lão hủ không biết là đại vương tới, thất lễ rồi. Lỗ Công đại khái tuổi cao rồi, không có chuyện khinh bỉ với vương hầu quý nhân của hiệp khách, rất cung kính. Lưu Trường hỏi, sao ông tới giờ mới nhận ra thân phận quả nhân? Lão hủ có hảo hữu ở Hàm Đan viết thư, nhiều lần oán giận người Đường ngang ngược, thái độ với người Triệu không tốt, vì Đường Vương không thích Triệu Vương, nên nghe lời vừa rồi mới nhận ra đại vương. Hai người trò chuyện, ông già này trông bình thường nhưng bất kể Lưu Trường hỏi gì, ông ta đều trả lời lưu loát tự nhiên. Lưu Trường chủ yếu hỏi tình huống các nơi, phong tục tập quán, phải nói là kinh nghiệm của ông ta rất nhiều. Ung Nga thế là bị bỏ rơi. Hai người nói nhiều nhất vẫn là võ nghệ, ông già này đã gặp rất nhiều võ sĩ nổi tiếng. Vị hiệp khách ông vừa nói ấy, kỳ thực ta thấy hắn chẳng là gì, gặp phải Vũ Dương Hầu, không chịu nổi một chiêu đã bị chặt đầu. Lỗ Công cười méo miệng, cả đại hán này chỉ có một Vũ Dương Vũ Hầu đó, đại vương lấy ra làm ví dụ thì ai tiếp chiêu được. Ung Nga lấy làm lạ, sư phụ trước kia đâu nói thế, mà nói nếu đấu đơn, sư phụ không sợ họ mà. Lỗ Công nghiêm túc nói, giống như ta dạy ngươi trước kia, nếu tướng cầm quân bình thường, đơn đấu chưa chắc bằng được ta. Nhưng là mãnh tướng từ núi xương biển máu xông pha ra như Vũ Hầu, bất kể so cưỡi ngựa, xã thuật, quyền cước, ta hoàn toàn không thắng được. Kỹ thuật có thể khiến ngươi thắng được kẻ địch mạnh, nhưng gặp phải mãnh tướng cao lớn như đại vương cũng chịu thua. Lưu Trường cực kỳ tán đồng. Lỗ Công lại nói, những võ sĩ ta kể, họ cường đại không phải ở vũ lực mà là tâm trí. Ta từng biết một võ sĩ, hắn đấu với ta thua, liền lớn tiếng mắng hắn đi ngay, ta tưởng hắn sợ ta, vì thế mà nhạo báng. Nhưng về sau hắn làm một việc, ta hiểu ra, hắn không hèn nhát, mà hắn không vì chuyện nhỏ mà tranh đấu. Có thể không vì chuyện nhỏ mà nổi giận, làm việc lớn không sợ mất mạng. Hắn mới là võ sĩ chân chính. Rốt cuộc hắn làm chuyện gì? Ám sát Tần Vương. Hả, kinh khà à?
Lưu Trường sáng mắt lên, nắm tay ông ta, rốt cuộc ngài bao tuổi? Ha ha ha, già rồi, già rồi. Lưu Trường vốn không để ông già này vào mắt, nhưng nghe nói ông ta dọa Kinh Kha chạy mất thì nổi hứng. Nhất định muốn so tài, Lỗ Công đành tìm một cây kiếm gỗ, nhưng nói trước, lão hủ già rồi, không chịu được đòn của đại vương. Ngài yên tâm, quả nhân không bao giờ bắt nạt người già yếu. So tài vừa bắt đầu đã kết thúc, vì hai người vừa chuẩn bị xong thì kiếm của Lưu Trường đã chĩa vào ngực của Lỗ Công, Lỗ Công thậm chí chưa kịp nhúc nhích. Dù ông đã biết mình sẽ thảm bại nhưng không ngờ thua triệt để như vậy. Con quái vật khổng lồ trước mắt không chỉ có thân hình khôi ngô, sức mạnh to lớn, mà tốc độ cũng không ai sánh bằng, thậm chí kỹ xảo của y cũng là đỉnh cấp. Một kiếm vừa rồi nhìn thì đơn giản, nhưng dùng thì hoàn toàn khác, thứ biến thái này thậm chí còn luyện kiếm trong thời gian rất dài. Khi Lưu Trường cuồng vọng thu kiếm, Lỗ Công trầm tư. Kiếm pháp của đại vương là học từ ai? Có một con vượn trắng. Khụ khụ. Nghe Ung Nga ho, Lưu Trường đành nói, cái công nước Tề. Nước Tề à? Không phải là du thứ của nước Triệu à? Lưu Trường tức thì không vui, du thứ là địa giới nước Đường. Ồ, mấy năm trước bị Đường chiếm rồi, lão hủ quên. Vị sư phụ này của đại vương là người thế nào? Kiếm pháp giống hệt một vị lão hữu của lão hủ, ông ấy vốn là người Tề, song nhiều năm chưa qua lại. Sư phụ ta là đại gia Hoàng Lão, học thuật cao siêu, là thầy vạn người, nho nhã lễ độ. Ồ, thế thì không phải ông ấy rồi. Lưu Trường rất vui vì gặp được Lỗ Công, qua miệng ông biết được rất nhiều kiếm khách, kiếm pháp. Nay Lưu Trường không chuyên tâm luyện kiếm nữa, lên trận giết người đa phần dựa vào vũ khí dài và cung nỏ. Có điều y vẫn luôn thao luyện kiếm pháp, coi như rèn luyện sức khỏe, sợ mình không còn thân thể tráng kiện nữa, sẽ bị người ta bắt nạt. Lỗ Công nói rất nhiều lý luận kiếm pháp, Lưu Trường hứng thú lắm, vì cái công chẳng dạy y lý luận nào cả, chỉ dạy y làm sao một chiêu diệt địch, không từ thủ đoạn giết đối phương. Bởi thế ai đấu với Lưu Trường đều nói đây không phải kiếm quân tử. Nhưng chính nhờ kiếm pháp tiểu nhân này mà Lưu Trường trên sa trường giết vô số địch. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 575, Đường Vương làm mai. Rất nhanh tới giờ cơm, thấy một phụ nhân trẻ bê thức ăn ra đãi khách. Lưu Trường cảm tạ, ăn ngấu nghiến, vừa ăn một cái liền kinh ngạc, cơm làm quá ngon rồi, lão trượng thật có khẩu phúc. Lỗ Công vuốt râu cười to, bình sinh không có thành tựu gì, chỉ có một nữ nhi ngoan, ôn nhu hiền huệ, làm việc chu đáo, bất kể làm cơm, làm nông, làm áo đều không thua người khác. Phụ nhân nghe Lỗ Công nói thế chỉ cười khẽ, đúng là nàng rất xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, cười rất ôn nhu, tuổi trẻ nhưng cũng hơn Lưu Trường không ít. Nhìn Lỗ Công y phục sạch sẽ, sân vườn gọn gàng, Lưu Trường liền biết ông ta không nói dối, y rất có thiện cảm với phụ nhân này. Lỗ Công, nữ nhi của ngài đã hôn phối chưa? Rồi, có một nhi tử, chỉ là tính cách nó lành quá, không giỏi ăn nói, bị thiếp thất khinh nhục. Ai? Lỗ Công thở dài, Lưu Trường càng nghe càng kích động, bộ dạng đó làm Ung Nga trừng mắt, tên này muốn làm gì? Tên đó không ngờ đuổi, nữ nhi lão hủ ra ngoài, nếu không có nữ nhi ngăn cản, lão phu lấy mạng hắn rồi. Chỉ thương cho nữ nhi của lão phu. Hay, quá hay. Lưu Trường vỗ tay khen hay, lập tức nhận ra làm thế không ổn, vội hắng giọng, Lỗ Công đừng hiểu lầm, ta vừa vặn có hôn sự tốt, có khi chúng ta làm thông gia. Ồ, ngài xem, ngài có một nữ nhi, ta có một. À, một đứa cháu chưa thành gia thất, là Lương Duyên. Đứa cháu này tuổi nhiều hơn ta, còn nhiều hơn nữ nhi ngài. Thường ngày hắn kính trọng quả nhân, coi quả nhân như trưởng bối, quả nhân cũng thương hắn như nhi tử. Lỗ Công nghi hoặc, là ai? Hà Tây quốc tướng Loan Bố. Quốc tướng. Tuy Lưu Trường là chư hầu vương, nhưng vì tính cách tùy tiện của y, Lỗ Công không có mấy cảm xúc, rồi đột nhiên giới thiệu một vị quốc tướng làm nữ tế mình, Lỗ Công váng vất. Tuy ông cũng là người va chạm nhiều, nhưng thường ngày chỉ qua lại với quan lại trong huyện. Tể tướng một nước, chắc chắn có hầu tước, mình tài đức gì? Lỗ Công từ chối ngay, đại vương, người thấp kém, sao dám nhận quốc tướng làm nữ tế? Nữ nhi của lão hủ lại đã có con, chuyện đó không thành vấn đề. Lỗ Công vẫn rất do dự, dù sao hai bên chênh lệch quá lớn, ông ta sợ nữ nhi bị bắt nạt, bị coi thường,
đương nhiên cũng lo người kia giống vị đại vương này không phải thứ tử. Khụ khụ, Lưu Trường phất tay, thế này đi, ta phái người đưa cả hai đi Hà Tây, ngài xem người này, nếu thấy được thì quả nhân an bài hôn sự. Chuyện này do quả nhân định đoạt, hắn mà không chịu thì chặt đầu, hắn mà chịu thì do ngài quyết. Thế là y bắt đầu ca ngợi đứa cháu kia của mình, nói hắn tuấn lãng, ôn nhu, ưu tú. Lỗ Công bị Lưu Trường nói cho động lòng, tức thì đồng ý, chuẩn bị đưa nữ nhi và ngoại tôn tới Hà Tây gặp Loan bố. Rời khỏi nơi này, Ung Nga dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Trường. Lần đầu tiên ta nghe nói có quân vương đi làm mai cho thần tử của mình, sao ngươi sốt ruột thế? Ai, nàng không biết. Loan bố đi theo quả nhân từ khi quả nhân còn nhỏ, tới giờ vẫn chưa thành gia, tính hướng nội, không giỏi ăn nói, rất hợp với nữ tử như Lỗ gia nữ. Ta thấy nàng ấy các phương diện đều không tệ, chính là thê tử tốt. Thời ấy quả phụ không hiếm, nhất là đã sinh con thì càng được hoan nghênh, nên Lưu Trường không lo điểm ấy, y cũng biết Loan bố sẽ không để ý. Nghe Lưu Trường luôn mồm kể chuyện đám xá nhân của mình, Ung Nga cười khúc khích, ngươi đối xử với họ thật tốt. Họ đối xử với ta cũng rất tốt, trừ Giả Nghị ra. Khi họ về huyện thành, ba chàng còn vì đại vương chuẩn bị vật bồi táng, từng xe mang tới An Lăng Hà Tây. Ba gia đúng là giàu có, Lưu Trường nhìn từng xe lương thực mà bất an, số lương thực này đủ nuôi một nửa Bắc quân, làm sao quả nhân yên tâm được. Trong thời gian đó, Lưu Trường và Ung Nga mặc trang phục bình thường, du ngoạn các nơi. Thiên hạ hiện giờ đúng là khác rồi, tuy không thể nói là nhà nhà đều ngửi thấy mùi thịt, nhưng dám nói mỗi đứa bé ra đường chơi đều mặc áo thêu hoa. Dọc đường đi, Lưu Trường cười nhiều hơn, y vẫn còn nhớ Trường An khi mình còn nhỏ, bách tính cúi gằm mặt đi lại, bước chân thất thểu, vẻ mặt vô hồn. Khi đó Lưu Doanh nói tình hình nơi khác còn tệ hơn. Nhưng bây giờ nhiều huyện thành ở Ba Thục, người đi đường thành từng nhóm, có nói có cười, đúng là khác rồi. Lưu Trường rất vui. Khi Ung Nga hỏi nguyên do, Lưu Trường nói với nàng, quả nhân ở Trường An luôn bị người ta nhận ra, may ở đây, họ chỉ tò mò thôi, không biết thân phận của ta. Vóc dáng ngươi thế này, ai chẳng tò mò. Tới quán ăn, chủ quán nơi này chấn động ra mặt, niềm nở mời chào, đúng là tráng sĩ, ngài muốn ăn gì? Ngài ăn thoải mái, ta không lấy tiền của ngài. Có lẽ với quán ăn này mà nói, trên người Lưu Trường có một loại hiệu ứng quảng cáo, y bước vào quán ăn, chỗ ngồi xung quanh đều bị bách tính ưa náo nhiệt chiếm cứ. Luôn có người len lén nhìn y, có lẽ họ muốn biết tên to xác này ăn được bao nhiêu. Nghe chủ quán nói không thu tiền, Lưu Trường cười to, gọi không ít món ăn. Chủ quán không keo kiệt, gọi gì mang lên cái đó. Lưu Trường vừa ăn vừa nói chuyện, ta từ Trung Nguyên tới, nghe nói Ba Thục là vùng man hoang, hôm nay tới mới biết không giống lời đồn. Chủ quán đắc ý lắm, tráng sĩ chưa biết, Ba Thục được như ngày nay là nhờ hai người. Người đầu tiên là quận thủ thời Tần. Nghe chủ quán thao thao bất tuyệt về vị quan lớn tiền triều, giọng đầy kinh phục, Lưu Trường cũng gật gù tán đồng. Người thứ hai là đương kim thiên tử nhân đức, không thu thuế nông, còn khiến quan phủ đưa quán ăn nhà mình cho bách tính thuê dùng, mỗi năm nộp ít chi phí, còn lại là của mình. Mà thuê của quan phủ thì không chuyển thương tịch. Thiên tử có lệnh, quan lại không được ức hiếp bách tính. Ở chợ gì cũng có, bách tính có thể mua mọi thứ. Không phải đi lao dịch, thao luyện chỉ 7 ngày. Còn nói là lập huyện học, Giang Châu có y quán, người bệnh có thể tới. Nhắc tới đương kim thiên tử, không chỉ chủ quán mà cả thực khách trong quán cũng tán thương vô cùng. Bọn họ chưa từng thấy quân vương hiền minh như thế, không bóc lột họ, còn cho họ yên tâm canh tác, kiếm việc làm, cuộc sống ngày càng an lành. Lưu Trường cười to, hỏi, nhưng ta nghe nói, chính sách trên triều bây giờ đều do Đường Vương làm. Chủ quán lắc đầu, chuyện đó ta không biết, nhưng mà không đúng đâu. Đường Vương thì quản nước đường, sao quản được thiên hạ? Lưu Trường lại cười to. Nhưng chủ quán không cười được nữa, vì Lưu Trường ăn quá khỏe, ánh mắt chủ quán dần chuyển thành kinh hãi, ông ta không ngờ rằng một người có thể ăn cho người ta phá sản như vậy. Thực khách cũng không giả vờ giả vịt nữa, nhìn Lưu Trường chằm chằm, muốn xem rốt cuộc y ăn được bao nhiêu. Lưu Trường ăn no rồi xoa bụng đứng lên, đắc ý nói, ngươi, nói rồi nhé, bữa cơm này không thu tiền. Ha ha ha. Lưu Trường cười to mà đi, chủ quán còn định nói gì, chợt thấy tiền bên bàn tráng sĩ vừa rời đi, tức thì mặt mày hớn hở. Đi trên đường Ung Nga tức giận nói,
rõ ràng là công lao của ngươi mà. Chuyện này có gì đâu, người thiên hạ sống tốt là được, làm người đừng so đo chi li, tham thứ hư vinh. Ta không phụ kỳ vọng của A Phụ, không phụ lê dân bách tính là đủ. Thế là mắt Ung Nga nhìn y lấp lánh ánh sao. Có điều Lưu Trường sau đó lén lút nói với Lữ Lộc, nhớ tên cái huyện thành này, về tăng thuế cho quả nhân. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 576, nói năng linh tinh. Vấn đề nhức nhối Ba Thục nhiều năm có một thứ, đó là Man Di, toàn bộ triều Hán, chỉ Man Di ở Ba Thục là gây loạn không ngớt. Có điều bọn họ làm phản đều chỉ vì chống thu thuế, đánh đập quan lại, bắt cóc đình trưởng thôi, không tới mức tự lập làm vương. Khi mấy quần hiện cùng Lưu Trường tham khảo vấn đề này, Phan Kháng biểu đạt nghi hoặc của mình. Thần nghe nói khi cha con Lý Băng quản lý đất Thục đã dùng nhiều Man Di, còn tự phát vì ông ta xây dựng thủy lợi, chưa từng có chuyện phản loạn. Nhưng tới Đại Hán ta thì Man Di thường xung đột với quan lại, đó là vì sao? Lưu Trường hừ lạnh, đó là vì quân vương không giống nhau. Năm xưa Tần Vương là người hiền minh, thiên hạ đều không dám trái ý ông ta, dù là Man Di cũng biết uy danh, nên phục tùng quan lại. Chỉ là hai đời quân vương Đại Hán không hề có uy nghi, sao Man Di phục tùng? Theo ta thấy nên học nước Tần. Chu Thắng Chi ngớ ra, sao Tần Vương lại thành người hiền minh rồi? Hắn nuốt nước bọt không dám hỏi ra câu đó, chỉ nói như nước ta hai lần thảo phạt họ rồi, nước Tần chưa bao giờ. Triệu Muội lên tiếng, Đại Vương, liệu có khả năng này? Đó là vì quận thủ trước kia đối xử với họ rất tốt, còn quận thủ hiện nay chỉ muốn công danh. Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Lưu Trường phất tay phủ định, quân vương Đại Hán có thể không bằng trước kia, nhưng quan lại Đại Hán do quả nhân bổ nhiệm, sao có thể kém nước Tần? Thấy Đại Vương tự tin như thế, cả đám nhìn nhau, Phàn Kháng hỏi, Đại Vương thấy nên làm thế nào? Đương nhiên là phải để họ biết quả nhân hiền minh, lấy đức phục người. Phải để bọn họ hiểu, phục tùng quả nhân sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Lúc này Ba Thục đã loạn tung cả lên, quan lại đương địa bận tối mắt, sợ Đại Vương xuất hiện ở huyện thành của mình. Bình thường công tác chất thành đống ép cho họ bắt đầu không bước chân ra khỏi nhà, thương cổ trung hạ tầng vô cùng vui vẻ, cho rằng Đại Vương sẽ xóa bỏ hạn chế, nối nhau nộp lương thực. Lấy cứ trận chiến Hà Tây, không ngừng đưa vật tư tới. Nhân lúc đó Lưu Trường quyết định, tới phía Nam Thục quận, nơi Man Di nhiều nhất, ở đó có một nước nhỏ, tên là nước Điền ở Vân Nam. Nơi này thường được gọi là Tây Nam Di, nước Điền không hề hiếu chiến, không biểu hiện ra địch ý với Đại Hán. Trước đó mấy lần Man Di làm loạn, muốn họ giúp đỡ, nước Điền đều từ chối. Đây là đám Man Di hiền hòa. Khi biết Lưu Trường chuẩn bị tới phía Nam, mấy huyện úy đương địa quyết định tổ chức quân đội hộ tống. Lưu Trường rất tức giận, quả nhân đi tới đất đai nhà mình còn cần mang theo quân đội à. Thế nên Lưu Trường chỉ dẫn theo tinh nhuệ của mình, quần hiền, cũng không đưa Ung Nga theo, bước lên con đường tới phương Nam. Trên đường đi, Triệu Muội vẫn không ngừng giới thiệu tình hình ở Nam Bộ, thậm chí có cả tình hình ở nước Điền, nói đâu vào đó. Hắn hiểu nước Điền còn hơn quan lại, điều này làm quần hiền phải kinh ngạc. Chu Thắng Chi cảm khái, cứ hay nói Nam Việt là đất ngoài vùng giáo hóa, nay xem ra người có học vấn ở Nam Việt không ít. Triệu Muội khiêm tốn, chỉ là có chút hiểu biết thôi, không tính là học vấn gì cả. Cái gì mà chút hiểu biết, ta thấy ngươi nắm rõ như lòng bàn tay ấy. Có điều sao ngươi am hiểu nước Điền thế? Chu Thắng Chi hỏi, Triệu Muội ấp úng không đáp được. Lữ Lộc thấy có cơ hội, tất nhiên là sẽ xông lên giải vây cho Triệu Muội. Đừng hỏi, có lẽ do trước kia muốn liên hợp với nước Điền tấn công Trường Sa đấy. Triệu Muội đỏ mặt tía tai, muốn phản bác nhưng mà người ta nói đúng. Lưu Trường nghe họ bàn luận về nước Điền, hỏi, có lẽ loạn Ba Thục liên quan tới nước Điền. Phàn Kháng cười to, Đại Vương nói linh tinh gì thế? Nước Điền tự nhận là nước Sở chính tông, coi thường Tây Nam gì? Khi chúng ta thảo phạt Man Di làm loạn, chúng thả hàng chứ không muốn chạy tới nước Điền. Sao có thể? Đang nói hắn hét lên, Thắng Chi, ngươi nhéo ta làm gì? Chu Thắng Chi chớp chớp mắt hướng về phía Lưu Trường. Cắt lọt vào mắt à? Khụ khụ, họng khó chịu à? Chu Thắng Chi hít sâu một hơi, vậy mà mình chơi với thằng ngốc này từ nhỏ tới lớn, hắn đành tăng cường lực độ ám thị, háng, Man Di làm loạn chắc chắn do nước Điền tương trợ. Phàn Kháng cười to, phun rắm,
ngươi có biết nước Điền do ai lập nên không? Chính là Trang Kiều, đại tướng nước Sở, bọn họ không? Chu Thắng Chi không thèm để ý tên này nữa, tới bên Lưu Trường, đại vương, cho tên này làm Vũ Dương Hầu là bất kính với Vũ Dương Hầu đã mất, thần thấy thị nhân không tệ. Lưu Trường cười, vẫy tay gọi Triệu Muội tới gần, hỏi, quốc lực nước Điền thế nào? Lớn, nhưng không ích gì, quá ít người. Nghe nói nước Điền nguy hiểm, có cây đều ăn thịt người. Triệu Muội lắc đầu, lời đám ngu phu thôn dã mà thôi, vì nước Điền có nhiều loại cây không ăn được, ăn là mất mạng. Lưu Trường vô thức vuốt cằm, nay Nam Việt đã thần phục, nếu lấy được nước Điền, toàn bộ phương Nam sẽ nối liền một dải. Quả nhân sẽ làm đường từ Trường An tới Ba Thục, từ Ba Thục tới Điền, từ Điền nối liền Nam Việt, như thế thủy lộ tương thông. Không thể nào, đại vương, dù người có huy động hết bách tính nước Nam thì cũng phải mất mấy chục năm mới có thể làm xong công trình lớn như vậy. Huống hồ đất Nam vốn không bằng đất Bắc, làm cũng vô ích. Vì không bằng mới phải làm, còn về nhân lực à, từ nước Điền hướng về phía Tây tựa hồ có quốc gia nhiều người lắm. Quả nhân từng mơ thấy, Triệu Muội không để ý, đại vương hay nói những lời kinh người, ai cũng quen rồi. Trước kia đại vương từng nhìn nước sôi, đột nhiên đứng bật dậy, nói hơi nước có thể làm xe, còn hơn châu ngựa. Lời truyền tới chỗ Tư Mã Hỉ, liền biến thành minh chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ đại vương bất học vô thuật, nói năng bậy bạ. Tư Mã Hỉ rất đắc ý, vì ông ta tin chắc rằng hậu nhân sẽ thông qua sử liệu chân thật nhất để nhìn thấu tên đại vương ngu dốt này. Triệu Muội không để ý tới lời của Lưu Trường, nhưng Chu Thắng Chi lại ghi nhớ trong lòng. Đại vương muốn lấy nước Điền. Chu Thắng Chi nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra cách nào hạ nước Điền. Nay bọn họ chỉ có mấy trăm người, dù có tinh nhuệ tới mấy. Nhưng lạ nước lạ cái, muốn diệt một quốc gia đúng là vớ vẩn. Nếu triệu tập quân đội, Ba Thục lại hỗn loạn. Lưu Trường vốn tướng địa hình Giang Châu đã đủ chấn động rồi, huyện thành gần như ẩn trong núi, địch tới tấn công cũng chẳng tìm được đường. Y không ngờ còn có nơi kín đáo hơn, đi về phía nam thấy huyện thành ở lưng chừng núi, huyện thành trong rừng cây. Lưu Trường nghĩ không ra, nước Tần nước Sở năm xưa xây dựng thành trì ở nơi này thế nào. Lưu Trường đứng trên nơi cao, nhìn thành trì ở xa, cảm khái vô cùng. Triệu Muội ở bên cạnh y cũng cảm khái nói, đại vương, nước Tần và nước Sở năm xưa hùng mạnh biết bao, có thể xây dựng thành trì nơi này. Thần mỗi lần nhìn thấy đều cảm khái vô hạn, đại vương cũng thế phải không? Không, quả nhân đang nghĩ, bọn họ lãng phí nhiều sức lực xây thành trì ở đây làm gì? Triệu Muội nhất thời không trả lời được. Nơi này không chỉ có huyện thành, còn có sơn trại của người Man, mà Lưu Trường tới chính là cái trại nhiều người Man nhất. Nơi này không có tên, chẳng có quan lại, đại hán chỉ yêu cầu họ tự quản lý, nộp thuế là được. Đế mở tiệc, thấy nước sôi, nói có thể làm xe, hơn sức gia súc, Tả Hữu hỏi, đế ngượng ngùng không đáp được. Sử ký Tư Mã Thiên. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 577, khí chất man di của đại vương. Khi Lưu Trường dẫn nhiều người tới như thế, người đương địa sững sờ, bọn họ vội đóng cổng trại, có nam nhân cầm lấy vũ khí, cả trại hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh ấy, Chu Thắng Chi sướng rơn, cười gằn rút vũ khí ra. Đại vương, bọn chúng dám ngang nhiên tạo phản. Đại vương xem, chúng có giáp trụ và cung nỏ, đó là tạo phản, tới mấy nghìn thủ cấp. Hai mắt, Chu Thắng Chi đỏ ngầu, thần thái này không thẹn là nhi tử của Chu Bột. Ai cũng bảo Chu Á Phu giống Chu Bột nhất, nhưng chỉ giống phong cách trị quân thôi. Hiển nhiên ở phương diện nào đó, Chu Thắng Chi mới giống A Phụ nhất, ví như khát vọng với đầu người. Phan Khang rất không thích thần sắc này của Chu Thắng Chi, khó chịu nói, đó là bình dân, chẳng qua là sợ hãi thôi, cần gì phải thế. Đại khai ý thức được đại vương ở bên cạnh, Chu Thắng Chi thu lại bộ dạng đó. Lưu Trường chỉ liếc hắn một cái, muốn chém đầu đi tìm hung nô. Quả nhân ghét nhân kẻ giết dân giả mạo quân công. Kẻ nào dám làm thế, quả nhân sẽ phong hắn làm hung nô vương, sau đó chặt đầu, coi đó là công tích giết hung nô vương. Chu Thắng Chi gãi đầu, đại vương, đùa thôi mà. Lưu Trường không nóng nảy đối đãi với những người thù địch này, y dẫn theo người dẫn đường, họ tới giao thiệp, không lâu thì cổng trại mở ra. Người đứng đầu ăn mặc không tệ, nếu không phải làn da đen đùa, cơ bản không nhìn ra là người Man. Ông ta cung kính hành lễ, nước Ba là quốc gia cổ xưa,
tương truyền từng theo Chu Vũ Vương diệt Triều Thương, bọn họ không thấy mình là Man Di, không biết đại vương tới đây. Bách tính xung quanh cũng hành lễ, gọi đại vương. Đừng nói hôm nay người tới là Lưu Trường, dù là Điền Vương hay Nam Việt Vương, bọn họ cũng tôn kính. Đó là phong tục sót lại từ thời chiến quốc, dù là chư hầu vương của quốc gia bị diệt thì vẫn là vương, bách tính phải tôn kính. Được sự hoan nghênh nhiệt tình của thủ lĩnh, Lưu Trường đi vào trại. Đầu Lưu Trường gần như chạm vào trần cổng, vị thủ lĩnh kia phong độ người người nhưng chỉ cao tới ngực y. Bách tính chưa bao giờ thấy người cao lớn như thế, trong mắt đầy tò mò, vương Trung Nguyên đã cao như vậy, thế thì thiên tử Trung Nguyên cao cỡ nào? Lưu Trường ưỡn ngực theo vị thủ lĩnh kia đi vào phủ đệ xa hoa nhất trại, hai người ngồi xuống. Thủ lĩnh vốn định đuổi bách tính đi, nhưng Lưu Trường không tán đồng. Quần hiền ngồi xung quanh, tay đặt lên chuôi kiếm, không hề buông lỏng cảnh giác. Đây là một trại lớn, mặc dù không đông, nhưng cũng phải tới gần vạn, xung quanh còn có mấy trại tương trợ, triệu tập 3-4 vạn người không thành vấn đề. Đám Lưu Trường chỉ có hơn 400, ở đây tất nhiên phải cẩn thận. So với họ Lưu Trường thoải mái hơn nhiều, khoác vai người ta uống rượu, chẳng bận tâm có độc không. Bách tính tụ tập ngày một đông, bọn họ tới xem người khổng lồ trong lời đồn. Quần hiền rất căng thẳng, Lưu Trường cười nói với họ. Thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn vị đại vương vô cùng thoáng đạt này. Đây là lần đầu tiên có người Trung Nguyên ở đây mà thoải mái như vậy. Trước kia bất kể thủ lĩnh dùng bao nhiêu lễ tiết khoản đãi, mỗi người tới nơi này đều thấp thỏm bất an. Mà vị đại vương này còn cười ha hả bắt chuyện với nữ tử đương địa. Thủ lĩnh rất muốn hỏi đại vương vì sao không sợ chút nào. Nhưng mà nhìn cánh tay người to như cái đầu của mình, liền không hỏi nữa. Người ta thế này còn phải sợ gì, tay không chắc là phải đánh được 50-60 người. Lưu Trường không những ăn khỏe, mà uống cũng khiếp, cùng ma nhân ăn uống tưng bừng. Quần hiền thì biết đại vương luôn không hợp với quân tử, ngược lại rất thoải mái khi ở cùng Man Di khắp nơi. Trên người đại vương như mang theo khí chất Man Di, đi đâu cũng nhanh chóng hòa nhập vào quần thể Man Di. Ví dụ như bây giờ, đại vương đang ôm hai ma nữ nhảy mùa, hòa nhập thế này cũng quá nhanh rồi. Cơn no rượu say Lưu Trường ôm vai thủ lĩnh như bạn lâu năm chưa gặp, lúc quả nhân tới còn nghe người ta nói nước Điền suối bảy các ngươi mưu phản, nay xem ra toàn là nói dối. Nước Điền sao? Thủ lĩnh phẫn nộ, đám người đó thường ngày coi thường bọn ta, dê của bọn ta mà đi lạc qua chỗ chúng không chả còn mắng chửi. Nói mình là hậu duệ nước Sở, bị Lưu Trường kích động, người xung quanh đều thể hiện sự bất mãn với nước Điền. Cái gì? Bọn chúng ức hiếp con dân của quả nhân à? Không thể chấp nhận được. Các ngươi ngồi đây, quả nhân đi diệt nước của bọn chúng rồi về uống rượu. Lưu Trường phanh áo giống lên, người khác nghe vậy đều thấy ngực như bùng cháy. Chu Thắng Chi thấy thời cơ chín muồi, tức thì la lớn kích độn, cùng đi. Cùng đi, phản kháng mà không giữ lại thì tên này một mình xông ra ngoài rồi. Bách tính nước Điền đa phần hiền hòa, còn cao tầng do người Sở cấu thành thì mang đặc trưng kiêu ngạo phóng túng của người Sở, đối diện với bộ tộc xung quanh, luôn tỏ ra ưu việt vượt trội. Bọn họ quy định, trong nước Điền, bách tính không được ngồi xe cưỡi ngựa, một khi phát hiện, lập tức xử tử. Chỉ có nam tử quý tộc mới được cưỡi ngựa, nữ tử thì ngồi xe. Mỗi năm bọn họ có một lễ tịch Điền, do vương hậu phụ trách, bọn họ giết người tế tự. Thủ lĩnh phẫn nộ, đám dã nhân đó, bọn ta còn biết đạo lý dùng người cỏ thay người sống, bọn chúng đi bắt người các bộ để giết, có lúc thậm chí còn bắt người của bọn ta. Bọn chúng biết, Đại Hán sẽ không vì bọn ta mà gây rắc rối cho chúng. Phàn Kháng sờ mũi, trong mắt hắn, bất kể Tây Man Di hay Điền Man đều là dã nhân, chẳng có gì khác biệt, có điều hai bên kia đều thấy đối phương mới là dã nhân, khinh thường lẫn nhau. Thủ lĩnh càng nói càng tức giận, quan lại ức hiếp bọn ta, thiên tử hạ lệnh miễn điền thuế, bọn chúng lại nói bọn ta không có nông tịch, không được miễn. Bọn ta đời đời canh tác để sống, vì sao không được gọi là nông hộ? Người Điền không dám trêu chọc huyện thành, nhưng chúng không khách khí với bọn ta. Bọn ta dùng cung tên bảo vệ mình, quan lại nói bọn ta mưu phản. Vì bọn ta mưu phản thì bọn chúng được thăng tước. Quần hiền nghe vậy biến sắc mặt, Lữ Lộc nổi giận mắng, ngươi muốn gì? Trước mặt đại vương oán trách triều đình đối xử không tốt với mình, trong mắt quần hiền, đây là hành vi khiêu khích, không phải định công khai tạo phản là gì. Thủ, lĩnh sực tỉnh, vội nói, ta lỡ lời. Đại vương tha mạng. Thần sắc Lưu Trường lúc này cực kỳ nghiêm túc, không cười đùa như vừa rồi nữa, kéo thủ lĩnh ngồi xuống, tự rót rượu uống,
rượu chảy qua mép xuống vạt áo. Người xung quanh không dám nói nữa, không khí trở nên ngột ngạt. Quả nhân nói thật cho các ngươi biết, quả nhân vốn định dùng các ngươi công chiếm nước Điền. Nhưng các ngươi nói thế, quả nhân rất tức giận. Thủ lĩnh càng sợ hãi, mặt trắng bệch, đại vương, ta không có ý. Ngươi đừng sợ, để một đám khốn kiếp tới quản lý Ba Thục, lấy lòng thương cổ, khinh nhục bách tính là lỗi của triều đình, lỗi của thiên tử và thiếu phủ không biết dùng người, phải phạt. Có điều nước Điền chó má, đến quả nhân còn không nỡ ức hiếp bách tính, người ngoài có tư cách gì mà ức hiếp. Lưu Trường đấm mạnh xuống bàn, mắt hổ trợn tròn, thủ lĩnh há hốc mồm. Ở Đại Hán thì tất cả là con dân của quả nhân, đất Ba Thục đã được quả nhân tìm hai vị quận thủ hợp cách, hai người này từ nhỏ lớn lên bên quả nhân, nhất định xử lý đám quan lại. Về sau các ngươi không cần phải lo tới đám quan lại nữa. Còn về vấn đề bên ngoài, Lưu Trường đứng lên lau rượu trên mặt, ngươi đợi vài ngày, thắng chi, chúng ta đi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 578, quả nhân có chiến thuật. Thủ lĩnh vội vàng đứng dậy, định nói gì đó, nhưng Lưu Trường hoàn toàn không cho cơ hội, quần hiền vây quanh Lưu Trường rời trại. Chu Thắng Chi vẫn chưa hiểu, đại vương sao tức giận như thế, đám ma nhân Ba Thục chẳng qua chưa tới 10 vạn, còn chia các bộ khác nhau, sống ở nhiều nơi, chẳng làm được gì to tát. Bọn chúng người nhỏ bé, không biết cưỡi ngựa thì lôi kéo làm gì. Ngược lại lợi dụng bọn chúng công chiếm nước Điền vẫn có thể, dù chết bao nhiêu cũng không tiếc. Hắn chưa nói hết, Lưu Trường kẹp cổ hắn, kéo tới gần nghiêm túc hỏi, Thắng Chi, quả nhân nên làm vương 6 quận Trung Nguyên hay là làm thiên tử Đại Hán? Bệ hạ tất nhiên nên làm thiên tử, hoàng đế đáng lẽ sớm phải nhường vị. Chu Thắng Chi không động đậy được, không thở được, sợ hãi đáp, nếu là thiên tử của thiên hạ thì bách tính Ba Thục khác gì bách tính Trường An. Chẳng lẽ họ không phải con dân của quả nhân hay sao? Đại vương thừa nhận chúng chắc gì đã thừa nhận đại vương. Ha 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 ha, Lý Băng đã làm được, chẳng lẽ quả nhân lại không làm được sao? Lưu Trường cười to đẩy Chu Thắng Chi ra, Chu Thắng Chi không dám nhiều lời nữa, nhìn Phàn Kháng cầu cứu. Phàn Kháng cười to, đại vương nói đúng, bọn họ nộp thuế, vậy phải bảo vệ bọn họ, nếu không bằng cái gì bắt họ nộp thuế. Triệu Muội thầm nhủ trong lòng, sao ngươi nói như đám cường đạo, thu tiền tài của người ta, bảo vệ người ta. Lưu Trường hết sức tán đồng, vỗ vai Phàn Kháng, ngươi tuy không thông minh bằng họ, hơi ngu, nhưng ngươi nói điều bọn họ không nói ra được. Phàn Kháng được đại vương khen cười rách miệng, mà khoan, ai ngu? Lữ Lộc vội hỏi, vậy đại vương định làm thế nào? Đi chặt đầu Điền Vương. Đại vương, nước Điền tuy yếu ớt nhưng cũng có thể gom được mấy vạn quân, chúng ta chỉ có vài trăm. Chu Thắng Chi nhíu mày, hắn không phản đối chặt đầu Điền Vương, hắn chỉ lo an toàn của Lưu Trường thôi. Triệu Muội cũng do dự, đại vương, nước Điền chưa từng có ý đối địch với Đại Hán, đại vương hoàn toàn không cần thảo phạt họ, nếu bọn họ thần phục, có thể làm như với Nam Việt. Lưu Trường lạnh lùng nhìn hắn, Điền Vương không phải Nam Việt vương, không phải tiểu quốc nào cũng có tư cách chung sống hòa bình với quả nhân. Triệu Muội mang thân phận thái tử ngoại vương, không tiện nói nhiều. Thấy mấy hiền tài của mình đều chần chừ, Lưu Trường không vui, sao, các ngươi sợ nước Điền à? Đừng quên sư phụ quả nhân là Hoài Âm Hầu, quả nhân theo học binh pháp hơn 40 năm, đại vương mới trên 20 mà. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có rất nhiều chiến thuật, lợi dụng chúng, dù kẻ địch đông hơn gấp 10 cũng có thể đánh bại dễ dàng. Chu Thắng Chi tỏ thái độ rõ ràng, nếu đại vương nhất định muốn đối phó với nước Điền, vậy thần sẽ làm tiên phong, đại vương không được lên trận. Nếu đồng ý thì thần theo đại vương tác chiến, nếu không đại vương đánh chết thần trước rồi hẵng đi chém đầu Điền Vương. Ha ha ha, giỏi. Lộc, đi tìm dẫn đường, quả nhân đi gặp Điền Vương, dùng hắn tế nông sự năm nay. Mặt đất rung chuyển, người hung nô vừa rồi còn mệt mỏi ngồi trên mặt đất la hét bật dậy, bọn họ muốn chạy. Nhưng toàn thân không còn sức, vừa bò vừa lao về phía chiến mã. Đây là Tây Vực, còn bị tập kích là viện quân hung nô đi cứu hộ đồ. Mấy ngày qua người hung nô sống cuộc đời hạnh phúc vô nhân đạo, Hàn Tín tổ chức binh lực, triển khai tấn công hung nô trên quy mô lớn. Người hung nô ở Thảo Nguyên ỷ vào mình quen thuộc địa bàn, chiến mã nhiều, xưa nay không để quân Hán vào mắt, tới lui như không. Nhưng ở chiến trường hai bên cùng xa lạ thì tình hình khác rồi,
Đại Hán bây giờ cũng đã có thể tổ chức kỵ binh tấn công quy mô lớn. Dưới sự chỉ huy của Hàn Tín, mấy quân đoàn cùng xuất kích. Quân Đường đi vòng cắt đứt Hung Nô từ phương Bắc, quân Lũng Tây phối hợp với Bắc quân, đánh tới Lâu Lan. Hàn Tín tọa trấn quân Hà Tây, đuổi chủ lực địch. Chu Bột thời gian qua rất ít nói. Ông ta luôn cho rằng mình cầm quân đã đạt tới trình độ không ngừng rút ngắn chênh lệch với Hàn Tín. Khi mà thế hệ già nối nhau rời bỏ, Chu Bột vẫn đánh trận, càng đánh càng mạnh làm lòng tin ông ta ngày một cao. Thậm chí cho rằng nếu mình bây giờ chỉ huy cuộc chiến với Hạng Vũ cũng chưa chắc đã thua. Nhưng khi Hàn Tín tiếp nhận chiến dịch, Chu Bột nhận ngay ra chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Có một loại người không thể lấy tư duy bình thường để nhìn nhận kinh nghiệm Chu Bột tích lũy trước mặt Hàn Tín không là cái gì. Chu Bột nhớ tới năm xưa Tào Tham từng nói với ông ta, đánh trận càng nhiều, càng kính phục Hoài Âm Hầu. Các tướng lĩnh khác có vẻ không nhận ra có gì khác biệt, Chu Bột đánh thắng trận, Hàn Tín cũng thắng trận. Chỉ Chu Bột nhìn ra vấn đề, thì ra mình mới chỉ đuổi kịp trình độ Tào Tham trước kia, mới nhìn ra chênh lệch với Hoài Âm Hầu mà thôi. Các tướng quân đột nhiên phát hiện Chu Bột như biến thành người khác, người hùng hùng hổ hổ biến mất rồi, thường ngày bắt đầu đọc binh pháp, còn đọc đi đọc lại. Loại thay đổi này của Chu Bột, Hàn Tín chỉ cười khẽ. Tên này thực ra không tệ, tuy kém xa mình, nhưng trong đám người trước kia cũng coi là hạng đỉnh cấp nhất. Nhi tử hắn cũng khá lắm, có cơ sở danh tướng, nhưng về đại cục hơi kém, cả hai đều phải luyện thêm. Thái úy Tần Đồng lấy dũng khí nói với Hàn Tín, mặc dù mà tướng cũng không thích Chu Thái úy, nhưng dù sao ông ấy cũng là mãnh tướng, ngài để ông ấy phụ trách vận chuyển lương thảo, phải chăng có hơi. Các tướng lĩnh khác cũng ngẩng đầu lên, nhìn vị Hoài Âm Hầu hẹp hòi này. Không sai, Chu Bột bị Hàn Tín phái đi phụ trách vận chuyển lương thảo, hậu cần. Những tướng quân này cho rằng đó là sự sỉ nhục, khinh thường và trừng phạt của Hoài Âm Hầu với Chu Bột. Một mãnh tướng như vậy mà đi phụ trách hậu cần, không phải quá đáng à? Hàn Tín trị quân nghiêm khắc, ông ta nghiêm mặt, Tần Đồng hơi sợ hãi, có điều Hàn Tín không vì thế mà nổi giận. Ông ta chỉ bình tĩnh hỏi, Chu Bột bảo ngươi tới nói đỡ à? Không phải như thế, bọn mặt tướng thấy Chu Thái úy thiện chiến hơn mình, vậy thì đừng nói nhiều. Hàn Tín phất tay, nói luôn, ta đã nhìn ra đại khái vị trí của Kê Trúc, đại quân nghỉ ngơi đủ rồi, nghỉ thêm 2 ngày là có thể xuất phát. Đừng thúc giúp sĩ tốt, để họ nghỉ ngơi cho tốt, ai dám tự ý thao luyện sĩ tốt, muốn biểu hiện lấy lòng ta, chém đầu. Vâng, các tướng nhận lệnh, trong lòng thầm than cho cha con Chu gia, đắc tội với ai lại đi đắc tội với Thái úy. Chu Á Phu lúc này đứng thẳng tắp ở cửa, hắn bị Hàn Tín giữ bên cạnh làm quan truyền lệnh, nói khó nghe chút là lính truyền lệnh. Hai cha con một lo lương thảo, một truyền thư tín quân lệnh, e là không có quân công gì nữa rồi. Khi các tướng rời đi, có một người trẻ tuổi lỗ mãng xông vào lều, thở dốc tới trước mặt Hàn Tín, Thái úy. Hàn Tín nhìn tên ngốc to xác trước mặt, ngươi có chuyện gì? Hạ Hầu Táo phẫn nộ kêu lên, Thái úy có mắt không tròng, lấy huynh đệ ta ra làm lính truyền lệnh. Ngài biết hắn đánh trận giỏi thế nào không? Ngài có biết đánh trận không? Hắn chỉ nói được một nửa, quán A ở bên kinh hoàng bịt miệng, Thái úy, tên này mấy ngày trước đánh trận, bị thương ở đầu. Hạ Hầu Táo nổi giận định kéo quán A ra thì Trần Mãi cũng đi tới, mỗi người một bên kéo ra ngoài. Hàn Tín từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, chẳng để ý Hạ Hầu Táo mà nói với Chu Á Phu ở cửa, ngươi để người khác xông vào lều, tối nay đứng đấy, đừng nghỉ ngơi. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, Người tính ra hung. Hạ Hầu Táo bị kéo ra ngoài vẫn tức giận, hai tên phản đồ, ông ta đối xử với Á Phu như vậy mà các ngươi vẫn giúp ông ta à? Quán A tức giận nhảy dựng lên, ngươi thì biết cái gì, đại vương cũng không dám to tiếng với ông ấy, ngươi hay rồi, muốn ăn đòn à? A Phụ ngươi đang nằm ở nhà, ngươi nóng lòng đưa A Phụ ngươi lên đường vậy à? Hừ, chết thì chết, sợ gì? Quán A bất lực nhìn Trần Mãi, Trần Mãi nheo mắt lại, Táo, ngươi thiếu chút nữa làm hỏng chuyện tốt của Á Phu đấy. Chuyện tốt gì? Hoài Âm Hầu giữ hắn ở bên cạnh, rõ ràng là muốn tự mình chỉ dạy hắn, bồi dưỡng hắn như đệ tử. Ngươi làm như thế, Hoài Âm Hầu không dạy nữa thì sao? Hả? Hạ Hầu Táo bừng tỉnh, ái già,
thế chẳng phải làm hỏng chuyện của hắn à? Ta đi xin lỗi Hoài Âm Hầu vậy. Không cần đâu, nếu ngươi muốn tốt cho Á Phu thì tránh xa hắn ra chút, làm tốt tiên phong đi. Quán A bực tức nói, hai người đuổi tên ngốc đó đi rồi. Quán A nghi ngờ hỏi, ngươi nói thật không, Hoài Âm Hầu muốn dạy Á Phu à? Trần Mãi khẽ lắc đầu, chưa chắc tự mình dạy, phải xem Á Phu lĩnh ngộ bao nhiêu. Thực ra Hoài Âm Hầu rất coi trọng cha con họ. Đúng rồi, ngươi nhận được chiếu lệnh của đại vương chưa? Nói muốn hai huynh đệ ta tới Ba Thục làm quận thủ. Ai, nhận được rồi. Ba Thục à, ta ngay cả ngôn ngữ còn chẳng biết nói, sợ không hiểu họ nói gì, làm sao quản lý được. Quán A xem ra có vẻ không mấy tự tin, Trần Mãi thì tự tin hơn nhiều, không sao, quan trọng là bọn họ hiểu ngươi nói gì, thế là đủ. Đại quân vẫn đang chiến đấu, còn Chu Bột thì nghiêm túc kiểm kê lương thảo, bố trí đường tiếp viện. Chu Bột phát hiện, Hàn Tín mỗi lần tác chiến đều an bài nơi thích hợp nhất để tiếp viện, ông ta lại chỉ nghĩ tới chỗ nào có thể vây địch chặn địch diệt địch mà không nghĩ tới chuyện này. Chu Bột nhận ra, mình còn nhiều thứ phải học. Hạ Hầu Táo tuy không cơ trí như Trần Mãi, nhưng trên chiến trường, hắn cực kỳ dũng mãnh. Khi hắn lần nữa công phá doanh trại địch, đè một kẻ xuống, chĩa đao vào cổ, chuẩn bị chặt đầu thì người kia hét lên, người mình, quân Hán. Bình thường tác chiến Hạ Hầu Tào chẳng bao giờ để ý kẻ địch nói gì, dù sao thì cũng không hiểu, nhưng lần này không ngờ một tên hung nô lại nói tiếng đường. Hạ Hầu Táo ngẩn người, vẫn buông ra, xông tới kẻ địch khác. Chiến sự đã ngả về một phía, Hạ Hầu Táo dễ dàng chiếm cứ doanh trại này, lau đi đi máu trên mặt mới quay lại chỗ vừa nãy, kéo kẻ địch còn run rẩy lên, nhìn kỹ, sao ta trông ngươi quen quen. Người kia cũng nhìn Hạ Hầu Táo, ta cũng nhận, ra ngài. Ta là Cách, là Đại Vu. Hả? Người tính ra đại hùng ấy. À, ta nhớ ra rồi. Hạ Hầu Táo cười kéo hắn lên, vỗ vỗ vai, là ngươi hả? Sao lại ở đây? Khi đó không kịp đổi ngươi đi. Cách gặp người quen, không sợ nữa, bọn ta tới bái kiến mấy vương ở phía nam, cắm trại ở đây, không ngờ các ngươi xuất hiện. Ta đã bảo mà, người hung nô lại còn cắm trại, té ra không biết nơi này có chiến sự. Hạ Hầu Táo nhìn phó tướng cười nhạo, Cách không xa còn đánh trận, mà bọn chúng chẳng phòng bị gì. Phó tướng hơi do dự, tướng quân, liệu có phải vì chúng ta đã đi quá xa rồi không? Chúng ta đang ở đâu thế? Chủ tướng hỏi một cái, phó tướng run rẩy, té ra ngài không biết gì à, hít sâu một hơi lấy bản đồ ra, xem thật kỹ nhưng không biết nốt. Cách tự tin nói, không cần xem bản đồ, ta đã ở đây rất lâu rồi, ngài cho ta biết. Quân chủ lực của Đại Hán ở đâu? Hình như nghỉ ngơi ở Lâu Lan. Lâu Lan, Cách ngớ ra, nhưng tướng quân đang ở Bì Sơn. Bì Sơn à? Hạ Hầu Táo cười to, thế ta cách chủ lực bao xa? Đại khái bằng từ Trường An tới Nhạn Môn. Hạ Hầu Táo vỡ lẽ, bảo sao thời gian qua gặp người hung nô bọn chúng lại hoảng sợ, không có tí phòng bị nào. Phải thôi, Nhạn Môn đánh trận, Trường An cũng không phòng bị. Phó tướng sắp khóc tới nơi, tướng quân, Hoài Âm Hầu muốn chúng ta tới xa xưa cơ mà. Không sao hết, giờ đi cũng được. Tìm được dẫn đường như Cách, Hạ Hầu Táo yên tâm lắm. Cách, từ đây tới xa xưa bao xa? Cách ngần ngừ, chắc là bằng từ Vân Trung tới Trường An. Tướng quân, ngài đi ngược đường rồi. Hạ Hầu Táo chẳng hề có chút ủ rũ nào, chỉ mấy cái xe đầu người sau mình, bằng này đủ để ta phong hầu rồi. Người hung nô bên này dễ giết quá, cứ đánh thế này ta có thể trực tiếp kế thừa tước vị A Phụ, không cần đợi ông ấy chết. Cách cười ngốc nghếch gật đầu, hắn không dám nói với Hạ Hầu Táo, người mà tên đó giết toàn là quân đội các nước Tây Vực, chẳng phải người hung nô gì hết. Còn là những nước không thân cận hung nô, giữ trung lập. Ngài làm thế có kế thừa tước vị được hay không chưa dám nói chứ đúng là ngài không cần đợi A Phụ mất đâu, nếu Đường Vương không lên tiếng, e ngài qua đời rồi. Nhìn tên ngốc bên cạnh, Cách bất lực lắm. Nay hắn đang dẫn đám Hạ Hầu Táo tới nước Toa Xa, nước này từng tiếp kiến Hán sứ, còn chủ động kháng cự hung nô, thuộc nước gần gũi với Đại Hán. Hạ Hầu Táo một mình xâm nhập, phải tìm trạm tiếp tế gần nhất mới được. Cách cúi đầu, mặt đầy âu sầu. Ngươi sao thế? Hạ Hầu Táo hỏi, hung, đại hung, từ khi ta một mình tới bộ tộc chưa chuyện nào là lành, không ngừng bị bắt làm tù binh, toàn thân đầy thương tích, giờ đi lại cũng khó. Ta cũng không biết đắc tội gì với thần linh nữa. Lần này không thể để bị người hung nô bắt, đây đã là lần thứ ba, nếu còn bị bắt, ta chẳng thể giữ mạng được.
cách đem hết chuyện xúi quẩy mấy năm qua kể cho Hạ Hầu Táo nghe, càng nói càng đau khổ, tiếng chiến xa chạy ầm ầm cũng không át được giọng hắn. Đằng xa đột nhiên có người chửi mắng hung nô cẩu, một mũi tên bắn trúng vai, cách ngã xuống. Hàn Tín gần đây thấy là lạ, vì chủ lực hung nô đang ít đi, nghe nói là vì ở phía nam đang có mấy tiểu quốc tuyên chiến với hung nô. Ông ta không rõ tình hình nên nhờ Lục Giả giúp nghe ngóng, sau nghe nói là do sĩ tốt tuần tra mấy nước đó nhiều lần mất tích, bị chặt đầu, mấy tiểu quốc đó tức giận hung nô ức thiếp thái quá, liên hợp chống lại. Hàn Tín không hiểu, hai bên đang đánh nhau, sao người hung nô còn rảnh đi chọc giận đám tiểu quốc. Thời gian qua thần sắc Chu Á Phu rất khác thường, cả ngày hầm hầm, mắt đỏ ngầu. Không phải chỉ hắn có bộ dạng đó, cả đám Trần Mãi, Quán A cũng vậy, luôn ở bên mép vực bùng nổ. Hàn Tín biết nguyên nhân vì Hạ Hầu Táo đi mở được cho đại quân mất tung tích, theo lời tù binh hung nô nói, bọn họ đã bị Thiền Vu Vĩ Đại giết chết rồi. Hàn Tín không tin, muốn tiêu diệt hết một đội quân toàn kỵ binh đâu dễ, khả năng lạc đường hoặc tham công mạo hiểm. Kết hợp chuyện sĩ tốt tuần tra bị giết, rất có khả năng do Hạ Hầu Táo làm. Nhưng người khác không nghĩ thế, đám người trẻ tuổi kia đều cho rằng huynh đệ của mình bị giết rồi. Lư Tha Chi điên cuồng bất chấp tính mạng xung phong, dù bị thương khiêng xuống, cũng chỉ nói có lỗi với đại vương, không còn mặt mũi nào gặp đại vương, tốt nhất là chiến tử. Quán A thề với trời, sẽ tắm máu xa sư. Chu Á Phu bình tĩnh nhất, nhưng Hàn Tín thường thấy hắn phẫn nộ mà run rẩy, mắt rừng rực lửa thù hận. Hắn càng thêm chăm chỉ, các ngày nghiền ngẫm các loại quân lệnh của Hàn Tín. Hàn Tín chẳng vì tình huynh đệ của họ mà cảm động, thấy dẫn đám ngu xuẩn này đi đánh trận thật mất mặt. Ông ta cũng vui vẻ nhìn đám ngốc như thế, chẳng giải thích. Chuyện đơn giản như vậy mà nghĩ không thông à, ngươi còn muốn báo thù cho hảo hữu. Ha ha ha, ngươi chuẩn bị tế bái hắn đi, đừng nghĩ tới báo thù. Câu này của Hàn Tín như ép ra hết toàn bộ tiềm lực của Chu Á Phu. Chu Á Phu cắn chặt răng, tiến bộ ngày càng nhanh. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 580, Chiến thuật của Đường Vương. Chúng ta không phải là người man dợ, chúng ta có chiến thuật, chúng ta phải vận dụng binh pháp. Lời của Lưu Trường còn văng vẳng bên tai, nhưng khi y thúc ngựa lao đi như điên, đâm Điền Vương giơ lên, Chu Thắng Chi trầm mặc rất lâu. Đây là chiến thuật của đại vương ngài đấy à? Hoài Âm Hầu dạy ngài thế đấy hả? Lưu Trường lấy danh nghĩa báo thù dẫn quân đánh vào nước Điền, cả nước Điền chấn động, nhưng khi nghe nói kẻ địch chỉ có vài trăm người quyết địch kháng địch ngoài quốc môn. Thượng tầng nước Điền đều là người Sở trước kia, tuy bọn họ đã có chút xa rời văn hóa nước Sở, nhưng vẫn rất khác thổ dân đương địa. Điền Vương hiện nay chỉ là một quý tộc huyết thống nước Sở rất nhạt nhòa nhưng lại đề cao thái quá thân phận nước Sở. Những năm qua, hắn mấy lần muốn đổi tên nước thành nước Sở. Nhưng nước Sở không phải một mình Điền Vương định đoạt. Trang Kiều chính là người khai sáng nước Điền trước kia giống Triệu Đà. Ông ta là hậu nhân Sở Trang Vương, thời Sở Khoảnh Tương Vương, ông ta được lệnh tấn công đất Điền. Khi ông ta chiếm được Điền thì nước Sở không cản được Tần mà diệt vong. Ông ta không còn đường về liền ở lại xưng vương, lập ra nước Điền. Khi đó ông ta không mang theo quá nhiều tướng sĩ, lúc này không còn chỗ dựa trong nước. Vì xưng vương, ông ta học chế độ nước Sở, phong quân cho những người đó, ai nấy có thực ấp, quân đội của mình. Đại Hán phong vương nhưng đa phần là người trong họ, còn có liên kết nhất định, còn hầu tước thì hoàn toàn không có quân đội. Trong khi nước Điền phong quân chỉ ngang với hầu, ai nấy có lãnh địa quân đội riêng. Điều này khiến sức thống trị của quân vương nước Điền rất kém, những phong quân kia nhiều, họ liên hợp lại, Điền Vương cũng phải nhượng bộ. Điền Vương không phải là chưa nghĩ tới thay đổi thế cục, nhưng nước Điền nhỏ bé chẳng sinh nổi nhân tài như Thương Ưởng, đành thôi. Nghe tin có địch xâm phạm, Điền Vương đầu tiên là rất sợ hãi, lập tức triệu tập phong quân các nơi, yêu cầu họ nhanh chóng đi xử lý địch. Người ta không ngốc, biết là quân Hán tới, biểu thị mình đang chuẩn bị quân đội, đại vương cứ đi trước đi, bọn họ sẽ tiếp ứng sau. Họ biết đại vương luôn nghĩ cách làm suy yếu họ, họ không muốn để đại vương làm ngư ông đắc lợi. Khi Điền Vương như kiến bỏ chảo nóng thì thám báo đưa tin, địch có hơn 300 người, hành quân chậm, quân kỳ tán loạn, có người đi nửa đường đã cởi giáp trụ. Hay tin Điền Vương trước thở phào, sau đó mừng rỡ. Bằng vào chừng đó người mà còn muốn thảo phạt mình à, không phải tìm cái chết sao?
Điền Vương trẻ tuổi phấn khích chuẩn bị xuất chính nghênh địch, mấy đại thần bên cạnh vất vả khuyên can, nói đó là kế của địch, không nên mắc bẫy, đợi địch vào sâu trong nước Điền rồi cùng với phong quân vây đánh. Người thì bảo không nên xung đột với quân Hán, hai bên không hề có ân oán. Nhưng Điền Vương không nghĩ thế, giết chết đại thần mạo phạm mình, dẫn quân rời thành. Hận triệu tập gần 1 vạn quân, khua chiêng gióng trống xuất chinh, nói với bên ngoài là Đại Hán phái tới 3 vạn đại quân, mình phải đánh bại địch, giữ cơ nghiệp tổ phụ. Sau khi biết tin đối phương đã xuất binh, Lưu Trường càng không vội nữa, thong thả chờ Điền Vương tới. Y nghỉ ngơi ở bên sông, trả lập doanh trại, cứ thế cho thám báo địch dò xét. Chu Thắng Chi lo lắng trùng trùng, mấy lần dặn Phàn Kháng bám sát Đại Vương, nếu gặp phải tập kích phải bảo vệ Đại Vương bỏ chạy. Lúc quân Điền Vương xuất hiện ở bờ đối diện thì Lưu Trường mới yêu cầu tướng sĩ lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Điền Vương quan sát nhiều lần, thấy đối phương đúng là chỉ có chút quân đó thôi liền bắt đầu vượt sống. Hắn không phải không có não, nhận định đối phương sẽ tấn công khi ở giữa dòng, nên ở lại sau. Nhìn thấy cảnh đó, Lưu Trường rút luôn. Quân tiên phong nước Điền truy đuổi, Điền Vương vẫn ở phía sau, nhưng khi đuổi tới một khu rừng rập, Lưu Trường đột nhiên dẫn mấy chục người xông về phía cờ Điền Vương. Lúc này chủ lực Điền Vương đang truy đuổi địch, bên cạnh hắn chưa tới 1.000. Thế là Chu Thắng Chi thấy cảnh Đại Vương lao thẳng vào trận địch, xiên Điền Vương lên. Lúc đó Điền Vương ở hậu phương, đại quân đang ở phía trước truy đuổi địch nên không hề đề phòng, muốn thể hiện uy phong quân vương nên dẫn đầu đội ngũ phía sau truy đuổi. Nào ngờ một gã khổng lồ cưỡi con ngựa như quái thú từ đâu xông tới, cầm vũ khí dài đâm một phát. Dù hắn đã đỡ đòn nhưng không ích gì, trơ mắt nhìn cán vũ khí to như miệng bát đâm xuyên lồng ngực. Chết ngay tức thì, không chỉ quần hiền sững sờ, sĩ tốt nước Điền cũng choáng váng. Bọn họ đang truy đuổi địch, thế rồi mấy chục tên xông ra, xông vào trận, giết chết đại vương của mình, giết xong chạy mất. Bọn họ nhất thời kinh hoàng tới không biết nên truy đuổi địch hay là bỏ chạy. Đại quân đi trước thấy vương kỳ bị đổ thì hỗn loạn, vội vàng quay lại. Lúc ấy Phàn Kháng bất chấp sống chết dẫn người xung phong. Kỵ binh nước Điền không ít, nhưng không có bàn đạp, không có quân giới như quân Hán, đại vương lại chết, tất cả mất đấu trí. Theo luật nước Điền, vương chiến tử thì tất cả bị xử tử, dù đã báo thù cũng thế. Lại một truyền thống kinh điển nữa của nước Sở, vua bại thì tướng tự sát, lính mất tướng phải tự sát, vốn điều này để đảm bảo cho tướng sĩ ra trận phải dốc sức mà đánh, ai ngờ giờ phản tác dụng. Đại vương chết rồi, tất cả phải chết theo. Tướng lĩnh không áp chế được sợ hãi của sĩ tốt thì binh lực nhiều mấy cũng vô dụng, bọn họ vứt cả vũ khí cơ sĩ bỏ chạy, bọn họ không muốn chết ở đây, đường sống duy nhất là chạy khỏi nước Điền. Chu Thắng Chi không ngờ rằng kẻ địch lại phối hợp như thế. Lưu Trường thì hoàn toàn không bất ngờ, đuổi tướng địch tới bên sông, nhìn họ nhảy xuống nước mà cười to, tay còn cua cái đầu Điền Vương. Về nói với quốc tướng của các ngươi, nếu đầu hàng thì trước thế nào, sau vẫn thế, nếu không đầu hàng thì ta đổ thành, chó gà không tha. Lưu Trường giống bên sông, đám người kia chạy càng nhanh. Phàn Kháng lúc này rất kích động, Đại Vương, Đại Vương, thần chém được 60. Phàn Kháng rất sùng bái A Phụ mình, lập chí phải giống A Phụ nên mới vui như thế. Lưu Trường khen ngợi, không thẹn là Vũ Dương Hầu. Chu Thắng Chi khinh bỉ, năm xưa Vũ Dương Hầu chém tướng sĩ nước Tần, ngươi giết man gì mà cũng dám xòa. Vậy cũng lợi hại hơn ngươi, ngươi chém được bao nhiêu? Lưu Trường chỉ yên tĩnh nhìn về phía nước Điền, đột kích chém tướng không khó, nhưng bằng chừng này người muốn, phá thành thì khó rồi, mình nên làm gì đây, hay đem đầu Điền Vương về? Không được, mình đã nói ra rồi, nếu lúc này quay về không phải là mất mặt à? Lưu Trường à Lưu Trường, đại trưởng phu sao có thể lùi bước? Ngươi là đệ tử của Hoài Âm Hầu, nghĩ kỹ đi, nếu sư phụ ở đây sẽ làm gì? Ông ấy sẽ công phá nước Đường ra sao? Phải lấy phương thức tư duy của sư phụ để tính toán chiến sự. Đại Vương, người đang nghĩ gì thế? Lưu Trường trừng mắt, không vui mắng Chu Thắng Chi, quả nhân đang nghĩ cách thập diện mai phục, đừng cắt ngang quả nhân suy nghĩ. Chu Thắng Chi nhìn số người xung quanh, nuốt nước bọt, Đại Vương, chúng ta có chừng này người làm sao thập diện mai phục được? Chia binh 10 ngả, mỗi ngả 30 người không thích hợp lắm đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.